Xin chào các bạn độc giả của Elle Việt Nam. Chúng tôi là Cát Trúc và Chi, đến từ studio 10 giờ sáng. Lúc mà tụi em cùng nhau mở 10 giờ sáng studio thì lúc đó em thấy mạnh của em là về vẽ. Em chuyên về vẽ, vẽ trên gốm, vẽ màu nước, vẽ màu dầu. Và em tìm kiếm một người chuyên về gốm. Thì tình cờ làm sao đó hai chị em lại biết nhau. Lúc đó là Chi chuyên dạy cho các bạn con nít, rồi gia đình cũng muốn là tìm một cái không gian riêng để Chi thể có thể chia sẻ hơn lại mọi người xung quanh, và Chi cũng muốn học hỏi thêm từ mọi người. Thì lúc đó lại vô tình thì gặp Trúc. Hai người cùng nhau bổ trợ cho nhau. Vì khi mà những bạn mà mới đến đây thì hầu như bạn chưa có bạn nào là biết làm gốm. Nó cũng là một cái gì đó nó rất là mới so với những người người ta nghĩ khác về gốm. Cho nên khi họ nghĩ là sẽ chắc là mấy bạn sẽ không làm được gốm đâu, hoặc là không tạo hình được hoàn thiện đâu, nhưng mà tôi nghĩ là cái đó là mọi người nghĩ sai rồi. Tại vì mỗi sản phẩm rất là đơn giản. Thật ra gốm nó cũng không có xa lạ gì với mọi người. Bạn có thể tạo ra ly, chén, dĩa rất đơn giản, và cái đó bạn có thể tặng cho những người mà bạn thích. Cái đó là một cái món quà đến từ sự chân thành mà chị muốn gửi đến mọi học viên mà khi mà các bạn đến đây học. Đất này bên studio sử dụng là đất đến từ Đồng Nai. Và màu đất là màu trắng, khi nung lên nó sẽ hơi ngà một tí. Và lúc mà đất đã qua xử lý thì các bạn có thể sử dụng trong ăn uống đều được. Khi làm xong sản phẩm thì sẽ nung với nhiệt độ khá là cao, từ 1000 đến 1200 độ. Sau khi nung thì sản phẩm có thể chịu được nhiệt, là nên là bạn có thể sử dụng trong ăn uống hoặc là nung trong lò vi sóng đều ổn hết. Thì thường khi mà mọi người đến với studio là hầu hết mọi người cũng đều chưa biết vẽ là gì. Thì lúc đó em sẽ hỏi mọi người, có nghĩa là cái lúc đầu tiên em sẽ hỏi về sở thích của mọi người. Tại thật sự cái bức tranh thể hiện cá tính của mình rất rõ, từ cách mình chọn màu, cách mình đi nét, cách mình chọn, cách mình phối những cái chi tiết khác nhau vô cái bức tranh. Ở studio 10 giờ sáng thì concept ở đây là sự riêng tư thể hiện cái cá tính của người học nhiều nhất. Bởi vậy sẽ hai người có thể học cùng nhau, nhưng mà đôi khi hai bức tranh này hoàn toàn khác nhau. Có những bạn sẽ thích sự nhẹ nhàng tinh tế từ những bông hoa, có những bạn là thích phong cảnh. Thì nhiệm vụ của các bạn nghệ sĩ ở đây là hướng dẫn để làm sao cho người học thể hiện được cái cá tính và cái sở thích của họ. Thứ nhất là tâm trạng hôm đó mình như thế nào, vui hay là mình cảm giác thoải mái, hay là đôi khi mình đến chỉ để xả stress. Còn cá tính của mình sẽ là những nét mạnh, hay là mình sẽ thích sự nhẹ nhàng, hơi thơ mộng một tí. Mọi thứ thể hiện trên bức tranh. Thì cái cách mà Trúc giúp đỡ mọi người là thể hiện cá tính mọi người thể hiện qua bức tranh như thế nào để được diễn đạt được điều mà mình muốn nói. Thật ra thì lâu nay thì em rất là thích làm gốm, nhưng mà em chưa có biết được cái nơi nào để mà mình tới để mình trải nghiệm cái làm gốm như thế này. Thì sau khi chơi, bạn em mới giới thiệu em tới cái lớp 10 giờ sáng của chị Chi, thì em cảm thấy đây là một lớp rất là thú vị. Chị Chi hướng dẫn cho em cách ăn gốm, làm gốm rồi xay gốm như thế nào. Rồi ngoài ra thì mình có thể vẽ lên theo ý mình thích. Đây là một lớp học thú vị tại em.